Môn Nam Phi hay còn gọi là môn nuôi công thì cái tên quen thuộc đối với giới chơi đồ gỗ. Trong clip ngắn này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loài gỗ có cái tên đặc biệt này nha. Cũng giống như môn sừng, môn hoa, môn da báo hay là một số loại môn khác thì môn nuôi công cũng thuộc loài cây họ Thị. Tên khoa học của nó là Diethyrus pharos Glasscipher, là một loài thực vật có hoa trong họ Thị. Nguồn gốc chủ yếu thì ở vùng nhiệt đới Tây Phi, Niger đến Cộng hòa Trung Phi, phía Nam thì đến Gabon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng về Việt Nam thì cái tên chung gọi là môn Nam Phi hay là môn nuôi công. Môn nuôi công thì thuộc nhóm gỗ một và cần được bảo vệ tại Tây Phi. Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên thì phân loại nó như là một loài nguy cấp. Môn nuôi công so với các loại môn khác thì có sẵn trên thị trường hơn môn sừng hay là môn hoa và môn sọc. Gỗ có bản to nhiều và có sẵn hơn các loại môn khác nên thường được sử dụng để đóng bàn ghế, lục bình, tủ kệ và các sản phẩm mỹ nghệ khác có kích cỡ to. Môi trường sống của chúng thì thường cô lập ở những nơi có độ cao lên đến 1.000 m. Về ưu điểm của gỗ, gỗ thì chủ yếu là màu đen, rất cứng nhưng chỉ xuất hiện ở những cây cổ thụ. Những cây tuổi thọ ít thì chất gỗ sẽ mềm hơn và dễ nứt hơn. Tại Cameroon, nơi cây có kích thước lớn hơn thì cao 25 m, đường kính từ 3 đến 3,5 m. Gỗ lõi được cho là chu vi 95 cm. Gỗ môn nuôi công thì có chất gỗ rất cứng và bền, chống lại nấm, sâu đục, gỗ khô và mối. Nhược điểm: môn nuôi công thì có sứ gỗ to và thô, chúng rất dễ bị nứt, giá trị thấp hơn hẳn so với các loại môn còn lại. Chất gỗ thì có rất nhiều nhựa nên người gia công đồ gỗ thường phải thêm công đoạn là tẩy axit trước khi sơn để gỗ có thể nổi vân và sáng bóng. Vân gỗ môn nuôi công thì xen kẽ vân vàng và đen đều nhau rất đẹp mắt. So với các loại môn khác thì môn nuôi công khó thi công, tốn thời gian và công sức hơn, vì đó giá thành đội lên rất nhiều so với giá trị thực của nó. Qua những chia sẻ trên, có lẽ các bạn đã biết thêm ít nhiều kiến thức về gỗ môn nuôi công là gì, từ đó cân nhắc lựa chọn cho mình, có thể đưa ra quyết định khi lựa chọn các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ làm từ chất liệu gỗ môn nuôi công. Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh.